tổ của cha mẹ. Hiện nay thờ tổ này là do ông anh ở để chăm sóc và tu bổ nhà thờ. Đây là cây mai. Cái mai này là mai nhiều cánh, 24 cánh. Ông anh đã lặt lá để cho ngày mùng 1 Tết trổ hoa, mà hiện nay đã thấy một vài nụ hoa đã trổ rồi. Còn cây mai bên đây này đã trổ trước đây là một tháng rồi, do trời mưa bất thường. Hôm nay do thời tiết có sự thay đổi, thành ra một số cây mai là đã nở trước một tháng. Quay lại để lưu lại làm kỷ niệm nhà thờ tổ.